chào tất cả các bạn. Mình tên là Lê Hà Diệp Anh, năm nay mình 5 tuổi. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Giáng sinh an lành tháng 12. Có một ngày rất là đặc biệt, đó là ngày Noel, còn gọi là ngày Giáng sinh. Ngày đó thì chúng ta sẽ được đi chơi và chúng ta sẽ được trang trí nhà và chúng ta sẽ được trang trí cây thông. Còn một điều nữa thì chúng ta sẽ được ông già Noel tặng quà. Mình thì mình thích ông già Noel tặng quà cho mình một em pony thật là xinh xắn. Còn các bạn thì sao? Các bạn thích ông già Noel tặng gì? Hãy kể cho mình nghe nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.